Bà xã Mạc Văn Khoa vừa có bài đăng nói về con gái, cô xót xa chạnh lòng khi cô công chúa nhỏ đang thèm thuồng nhìn bộ quần áo mới trong một cửa hàng thời trang. Là một người mẹ, cô tự hứa cho ái nữ một điều khiến ai cũng cảm động. Trên trang Facebook cá nhân, Thảo Vi, bà xã Mạc Văn Khoa vừa đăng tải hình ảnh con gái mini đứng ngó nghiêng ngoài cửa hàng quần áo. Cô tâm sự muốn cho con gái cuộc sống đầy đủ nhất, cô bé thích gì cũng đáp ứng hết. Thảo Vi đăng kèm chú thích, tự nhiên đứng ngắm con mà nhìn tấm hình kiểu thấy tội nghiệp ngang. Trên đời này chỉ có hái sao hay lên cung trăng là mẹ mới không làm được. Ngoài ra con gái thích gì thì mẹ hứa sẽ đáp ứng được hết. Tuổi thơ mẹ có thể thiếu thốn, khổ cực nhưng con thì không, yêu con nhất trên thế gian này. Bên dưới phần bình luận, vợ Mạc Văn Khoa cũng chia sẻ thêm hình ảnh đưa ái nữ đi mua đồ. Cô còn bày tỏ muốn sinh thêm một con để bé mini đỡ buồn. Mạc Văn Khoa và Thảo Vi quen nhau từ khi nam nghệ sĩ còn chưa nổi tiếng, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Cả hai đồng cam cộng khổ vượt qua nhiều biến cố để rồi có một gia đình hạnh phúc, không còn quá suy nghĩ về kinh tế như hiện tại. Tháng 12 năm 2020, Mạc Văn Khoa và Thảo Vi đăng ký kết hôn. Cùng thời điểm này, cặp đôi đón con gái đầu lòng là bé Linh Đan, gọi thân mật mini. Nhóc tì là niềm hạnh phúc vô bờ đối với vợ chồng nam diễn viên bởi trước đây, Thảo Vi rất khó mang thai. Trong chương trình Tâm sự mẹ bỉm, Thảo Vi chia sẻ, chính bản thân tôi phải thử thai tận 2 lần mới tin mình có con. Lúc đó, tôi giấu Khoa, nói đã thử rồi nhưng không có gì hết thì thấy anh ấy buồn buồn. Đến khi tôi đưa que thử thai ra thì Khoa mừng lắm, hét toáng lên, xong rồi hai đứa ngồi ôm nhau khóc. Nhà tôi ai cũng mừng rỡ tới rơi nước mắt vì vốn dĩ tôi với Mạc Văn Khoa rất khó có con. Mẹ tôi thậm chí còn chuẩn bị trước tinh thần là tôi vô sinh, không đẻ được. Hành trình mang thai và sinh nở của vợ chồng Mạc Văn Khoa cũng có nhiều tình huống thót tim. Khoảng thời gian đầu, Thảo Vi suýt sẻ thai đến 2 lần. Thảo Vi tâm sự, đôi khi tôi suy nghĩ khó khăn lắm mới mang thai mà giờ còn lấy đi mất của mình nữa thì chắc tôi sẽ khủng mất. Đến tháng thứ 7 thì tôi mới bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn. Khoa đưa tôi đi Vũng Tàu, Đà Lạt và tập yoga nên bản thân sức khỏe mới cải thiện, tinh thần vui hơn. Khi chào đời, con gái Mạc Văn Khoa khá yếu. Nam diễn viên cho biết con gái sinh non, chỉ nặng 1,9kg và phải nằm lồng kính. Anh khóc đến 4 lần trong suốt hành trình đưa vợ đi sinh con đầu lòng. Từ ngày chào đời, bé mini nhận được rất nhiều sự yêu thương, quan tâm từ khán giả. Vợ chồng Mạc Văn Khoa cũng thoải mái trong việc chia sẻ hình ảnh ái nữ lên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô bé cũng bị nhiều người bình luận kém duyên. Thậm chí có một khoảng thời gian, bà xã Mạc Văn Khoa treo thưởng 20 triệu đồng cho ai tìm ra danh tính anti-fan nói chuyện khiếm nhã, miệt thị ngoại hình bé mini. Thảo Vi tâm sự, ba mẹ con không đẹp nên sinh con ra con cũng không đẹp và da con đen giống bố là chuyện bình thường. Ai chê cũng được nhưng xúc phạm đến bà ngoại và cả gia đình là không thể chấp nhận. Con là điều hạnh phúc của toàn thể gia đình. Khó khăn lắm mẹ mới có được con nên dù xấu dù đẹp thì mẹ cũng rất hạnh phúc. Dù có giảm tuổi thọ 10 đến 20 năm để đổi lại những điều tốt đẹp cho con, mẹ vẫn chấp nhận. Khi lên 2 tuổi, bé mini chậm nói nhưng bộc lộ nhiều năng khiếu nghệ thuật như nhảy múa, ca hát và tấu hài. Hiện tại, nhóc tì trộm vía ngày càng ngoan ngoãn và đáng yêu. Cặp đôi thường đưa con gái đi du lịch khắp nơi,